xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Bixby nè. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tìm trang phục trong tựa game Bixby A nha. Cũng như comment ở video trước thì mình đã thông báo với các bạn là video hôm nay mình sẽ làm về trang phục Free Fire. Thì các trang phục trong video ngày hôm nay là các trang phục do các bạn người chơi thiết kế. Hiện tại các trang phục của Free Fire đang rất là hot trong tựa game Bixby luôn ấy các bạn. Các bạn cũng hỏi mình khá là nhiều nên là hôm nay mình làm một cái video tổng hợp cho tất cả các bạn xem. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để xem những video mới nhất của mình nha. Thì các bạn có nhìn thấy hôm nay mình đang mặc trang phục của nhân vật nào trong tựa game Free Fire không? Một điểm rất là đặc trưng ở đây là nhân vật nữ, tóc ngắn, bộ trang phục màu vàng. Thì nếu như mà các bạn biết đó là nhân vật nào thì các bạn nhớ lại comment xuống bên dưới nha. Mình sẽ không tiết lộ tên của nhân vật này đâu. Coi thử là các bạn có nhận ra được là mình cosplay có giống nhân vật đó không nha. Do là hôm nay mình giới thiệu các trang phục của tựa game Free Fire nên là mình đang ở trong một map Free Fire á. Map này thì các bạn chủ phòng, bạn đó cũng có để sẵn các trang phục Free Fire luôn nè. Về cách lấy trang phục trong game á, ví dụ các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem lại video cách lấy trang phục áo dài á thì mình đã có hướng dẫn rồi. Một số map thì các bạn có thể vào và thay đồ trực tiếp luôn nè. Giống như trang phục này nè. Thì hiện tại ở đây có 5 trang phục của Free Fire. Các bạn có nhận ra các trang phục này của nhân vật nào trong game không? À mà các bạn nào có chơi game Free Fire không ha? Nếu như có thì nhớ lại comment xuống bên dưới nha. Thì với cái map này các bạn chỉ cần nhập theo cái tên của chủ phòng này thì các bạn sẽ tìm được cái map này nha. Map này tên là Free Fire. Trong map này thì nó có những cái chế độ như là cầm súng nè và chạy xe luôn nữa. Có máy bay và có thính rơi luôn nha các bạn. Nói chung là nhìn rất là sống động luôn. Hiện tại thì có các map Free Fire Thái Lan, Free Fire Việt Nam, Free Fire Philippines, Free Fire vân vân vân. Nói chung là rất là hot luôn. Nếu như mà các bạn muốn mình review các map này hoặc là tổng hợp cho các bạn các map về tựa game Free Fire thì các bạn nhớ lại comment xuống bên dưới nha. Và tiếp theo mình sẽ tổng hợp cho các bạn những cái tài khoản người chơi á mà có thiết kế rất là nhiều trang phục Free Fire mà các bạn có thể lưu về nha. Nếu như mà nhanh quá thì các bạn có thể ấn tạm dừng màn hình để mà xem nha. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Ok mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của mình. Hiện tại là mình đã thay đổi trang phục rồi nè. Mình thấy bộ trang phục này cũng rất là dễ thương luôn ấy. Style với trang phục màu vàng của mình á thì mình thấy mình thích cái bộ này nữa nè. Không biết là các bạn có thích bộ này giống mình không? Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.